Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình sử dụng loa bát 40 các bác nhé. Thì như các bác cũng đã nhìn thấy đây, đó là bộ mic Shure UGX12 3/5 mã. Đấy, một bộ mic thì phải nói là cái bộ mic này chất lượng rất là cao các bác nhé, rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy cái tay mic đây. Và điều đặc biệt là em đang nói đây, đang nói trên chính cái trực tiếp cái bộ tay mic này đây. Các bác có thể nhìn thấy Shure UGX12 3/5 mã rất là đẹp. Sơn rất là bóng các bác nhé, sơn rất là bóng luôn, rất là đẹp, chất lượng rất cao. Bộ mic này em đang bán với giá là 2.200.000 đồng các bác nhé. Bác nào có lấy thêm pin sạc thì giá là 2.500.000 các bác nhé. Hai đôi pin sạc và một đốc thì là giá tổng 2.500.000. Còn thiết bị tiếp theo đó là chiếc vang ACX10. Một trong những chiếc vang có hỗ trợ Bluetooth, có cổng quang và sử dụng wifi để căn chỉnh các bác nhé. Thiết bị thứ ba đó là một cục đẩy MUX LA650, một trong những cái cục đẩy mà rất là hay. Con này thì nó có một vỉ nâng tiếng bên trong, nâng tiếng nó rất là sáng các bác nhé, sáng hơn những cục đẩy bình thường. Đấy, MUX LA650 giá hiện tại là 4.300.000 đồng, bảo hành 12 tháng. Với cái cục đẩy LA650 này thì phải nói là cục đẩy bãi không còn chỗ để kinh doanh nữa rồi, vì cục này nó là chính hãng và nó rất là rẻ các bác nhé. Phối kèm với bộ dàn này thì em có sử dụng một đôi loa KT15, một trong những cục những đôi loa bát 40 các bác nhé. Những đôi loa bát 40 này thì bát neo và check neo. Ngoài ra thì các bác có thể lựa chọn đôi EV LX115 thì giá thành của nó sẽ giảm hơn. Đôi loa KT15 này giá hiện tại 11 triệu một cặp, còn đôi EVLX115 này giá hiện tại là 9 triệu. Đấy thì tổng bộ dàn này là 21 triệu. Còn đâu nếu các bác mà lấy loa KT15 thì là 21 triệu, còn đâu nếu các bác lấy EVLX115 thì giá sẽ là 19 triệu các bác nhé, giảm ngay 2 triệu. Đấy thì các bác có nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Thì như các bác cũng đã nghe, thì với một bộ cấu hình như này thì nó rất là đơn giản và gọn nhẹ các bác nhé. Chỉ gồm một cục đẩy này, một chiếc vang số này và một bộ mic không dây. Thì các bác có thể nhìn thấy là bộ mic này nó là sử dụng 6 số các bác nhé, có 6 số. Chiếc vang này thì căn chỉnh tiếng echo reverb như là em đang nói đây, thì tiếng rất là hay, rất là mềm mượt, và sau đây em sẽ hát cho tất cả các bác cùng nghe. Cục đẩy LA650, một trong những cái cục đẩy hai kênh phải nói là chính hãng và được bảo hành 12 tháng và công suất đủ đánh cho một đôi bát 40. Đấy, với một bộ cấu hình như này thì các bác có thể chơi trong gia đình, trong phòng 30m² các bác nhé. Đấy thì các bác có thể là tham khảo và chọn một trong hai đôi loa. Một là đôi loa từ neo. Đấy, đôi loa từ neo. Hiện tại thì em đang lắp với đôi loa từ neo KT15. Và hoặc là các bác có thể chọn lấy EVLX115. Đấy, thì LX115 thì nó là từ thường, nhưng mà tiếng nó rất sáng vì sử dụng đến chép 750 các bác nhé. Chép 750, cái từ của nó 170 rất to. Đấy, thì một trong hai đôi loa này. Đôi nếu mà các bác lấy đôi trên thì là giá là 21 triệu. Còn các bác lấy đôi dưới thì giá là 19 triệu bộ dàn các bác nhé. Đấy, thì không để các bác chờ lâu nữa, Tuấn vào chỉnh nhạc cho anh bài đi. Linh hồn tượng đá đấy. Thì với một bộ cấu hình như này thì chắc các bác không phải suy nghĩ nữa rồi, vì đánh tốt trong khoảng 30m² các bác nhé. Mời các bác cùng đeo tai nghe để cảm nhận cái bộ dàn này các bác nhé. Bên dưới đấy, trên đấy, rồi dưới đấy. Thì bên em đang chọn để hát thử cho tất cả các bác cùng nghe các bác nhé, cho căng nhạc đây. Rồi, và các bác cùng đeo tai nghe, cùng đeo tai nghe cảm nhận. Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ phút
lên trọn lời êm đềm. Kề tai em bằng con tim một người yêu em, chưa nắng cháy giờ gió núi giờ sóng khơi tan vỡ mau, nên tôi nghe lời nên cuộc đời vạn phần lẽ nói. Em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rơi gót lòng đầy cô liêu, nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Tôi đứng đó như hình một phó tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nỗi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai.